xưa một vùng Tây Bắc có một xuân nữ mang tên là Ban. Nhiều chàng trai Mường đắm say, nhưng trái tim nàng đã trao chàng khung. Chàng trai này giỏi săn bắn, luôn chăm lo mùa màng trên nương. Lời ca nàng bao đắm say, dưới khung dệt thôi đưa sắc ngàn. Nhưng cha nàng không ưa chàng khung, chê chàng khung thân phận quá nghèo. Mong tới một hôm ép nàng cưới, ép nàng sống với một gã lười. Nàng đâu chịu đời u ám, liền bỏ trốn tìm về bên chàng. Đúng lúc đi săn quá xa, chàng đâu biết tai họa ập xuống. Khăn phiêu nàng buông